À, được Phật xin đại chúng hoan hỷ niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô chúng an toàn. Hôm trước là chúng ta đã học hết phần số 5 là hoàn cảnh rồi đúng không? Sang phần thứ 6 là tránh kinh đúng không? Tránh kinh chúng ta có 3 phần. Phần thứ nhất là đối thoại đúng không? Đối thoại xong rồi. Đối thoại của A Sở Thế với Lục Sư Nguyên Đạo xong rồi. Rồi phần thứ hai là lợi ích thiết thực của Sa Môn. Lần trước chúng ta có đề cập đến, để có cái này nói luôn không có quên, bốn cách trả lời for question. Chúng ta có cái gì? Rồi phân tích là analytical answer. Rồi ba là còn thứ tư hôm đó, cái này là tiếng Anh là cái gì hả? Đúng rồi. Không, cái này là phải trí tuệ lắm mới put aside được, chứ còn nếu mà không là chúng ta cũng dễ. Hôm trước cái này là có người nói là silent mà thầy xóa đi, có biết tại sao không được không? Tại hôm đó có người cái phần thứ tư này hỏi là thứ tư là cái gì, nói là silent, thầy nói là thầy gạch đi đấy, có biết tại sao không được không? Đúng rồi, silent là im ru, không nói gì hết. Mà Đức Phật chúng ta thấy là ngài đâu có im ru đâu. Kể cả ngài không trả lời là thế giới từ đâu đến, ngài cũng nói rằng là cái đấy là không có liên hệ đến việc thực tập, ta không có nói. Thì Đức Phật cũng nói rồi, thì rõ ràng là không phải sai lần đúng không? Cho nên là chúng ta thấy là phải dùng cái chữ question put aside là vậy. Thì chúng ta mà dùng chữ im ru luôn là chúng ta về chúng ta ngủ luôn, mà thầy cũng im ru luôn khỏi dây nữa. Rồi hôm trước là chúng ta đã đi vào cái phần lợi ích thiết thực của một sa môn và ông Tần Bà Sa La, ông Sa Thế, ông ấy, sau khi mà ông trình bày cái đối thoại của ông với lại 6 vị đạo sư thời bấy giờ, thì ông ấy đều nói rằng là cái câu hỏi thiết thực lợi ích của một sa môn thì họ đều mang cái mà thực tập, những cái hiểu biết của họ ra họ nói, chứ họ không có trả lời câu hỏi, cho nên là ông ấy không có hài lòng. Và bây giờ ông đến với Đức Phật và ông cũng hỏi một cái câu hỏi như vậy, thì xin Đức Phật trả lời. Thì ở đây chúng ta biết là hôm nọ chúng ta đã nói là Đức Phật trả lời bằng cách gì trong bốn cái cách này này?
À, đúng rồi, hỏi lại. Thì khi mà ông ấy hỏi cùng một cái câu hỏi là trong đất nước ông ấy tất cả các cái ngành nghề nghiệp đều tạo ra lợi tức cho quốc gia của ông ấy, vậy thì bây giờ Sa môn các ngài có thể làm được cái lợi ích gì, tức là lợi ích thiết thực gì của Sa môn? Thì Đức Phật trả lời, thì ông hỏi rằng là Đức Phật có thể trả lời cái câu hỏi cho ông ấy được không? Thì Đức Phật nói là được, ta sẽ trả lời. Và Đức Phật hỏi rằng là trước khi ta trả lời, ta hỏi ông cái này đã. Chúng ta cũng học theo Đức Phật, khi mà ai hỏi cái gì chúng ta hỏi lại, hỏi phải trả lời. Hỏi lại cho họ phải trả lời rồi, chúng ta phải trả lời. Thì Đức Phật mới nói rằng là bây giờ Ngài sẽ hỏi một cái câu hỏi như thế này, thì tùy theo ý ông vua, ông muốn thì ông ấy trả lời, còn không muốn thì ông ấy không trả lời cũng được, không sao. Thì Ngài mới nói rằng là bây giờ Đức Phật rất hay, Ngài lấy cái ví dụ rất là thực tế và rất là gần gũi với lại ông vua này, nói một cái là ông phải hiểu ngay thôi chứ không thể nói là không hiểu được. Thì cái ví dụ thứ nhất là cái gì? Là cái người nô lệ. Thì rõ ràng ông làm vua là ông phải có người hầu, người hạ rồi. Thì Đức Phật mới nói rằng là bây giờ nhà vua có một cái người hầu hạ rất là trung thành. Ở trang số 66 đó, cuối trang số 26, chỗ mục số 35. Câu hỏi thì là 34, mà câu trả lời bằng cách hỏi lại của Đức Phật là số 35. Thì Đức Phật nói rằng là bây giờ có một cái người hầu như vậy đó, thì người hầu này tức là rất là thuần thành, tức là gì? Ở số 35 này có một người nô bộc dậy sớm thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, nói lời ái kính, chú ý từng nét mặt. Chúng ta thấy là chú ý từng nét mặt tức là để ý đến cái sự vui buồn, để mà biết cái cách để cư xử đã rất là khéo léo đó. Tức là nói người hầu rất trung thành và rất là khéo léo. Thì với một cái người hầu như vậy thì cái người hầu này trong một cái thời gian ấy thì họ mới lại nghĩ lại và nói rằng là ông vua A Xà Thế này sao ông ấy làm cái gì mà ông có phước báo lớn được người hầu người hạ, trong khi đó thì cái thân phận mình thấp cổ bé họng không làm được cái gì hết. Vậy thì bây giờ mình cũng học cái ông vua này để cho nó có cái phước lớn. Thì bắt đầu mới nghĩ rằng là thôi vậy thì mình đi tu. Thì khi mà đi tu rồi đó thì tức là nó cũng rất là nỗ lực cố gắng tu tập ấy, thì Đức Phật mới hỏi một cái câu cuối cùng ở số 35 đó, ở trang số 67 chúng ta thấy đó. Thì cái câu hỏi cuối cùng của Đức Phật này, Đức Phật nói rằng là khi mà họ đi tu như vậy, một cách nỗ lực thiết thực như vậy, trở thành một vị sa môn như vậy, thì này đại vương, chúng ta có thấy không? Ở dòng thứ tư đó, dưới trên số 36 đó. Này đại vương có nói như sau chăng? Người ấy hãy lại với ta, hãy làm lại người nô bộc, làm mọi công việc dậy sớm thức khuya, thi hành mọi mệnh lệnh của chủ, làm đẹp lòng mọi người, nói lời kính ái, chú ý từng nét mặt. Thì Đức Phật hỏi rằng là khi mà họ đi tu như vậy thì vua có lôi họ về để làm lại cái công việc phục vụ đó không? Thì ông vua nói rằng là bạch Thế Tôn, không như vậy. Trái lại, chúng con còn kính lễ người ấy, đứng dậy trước người ấy, mời người ấy ngồi ghế, cúng dường các vật dụng cụ, y áo, đồ ăn, khất thực, sàng thọ, thuốc men, trị bệnh, và chúng con sẽ ra lệnh bảo vệ, che chở người ấy đúng theo luật pháp. Thì Đức Phật nói rằng là kết luận như thế thì đại vương nghĩ thế nào? Nếu quả như vậy thì đó có phải chăng là kết quả thiết thực của hành sa môn? Chúng ta thấy là Đức Phật trả lời rất thực tế, rất thẳng vào vấn đề luôn. Thì ông nói rằng là ông trả lời luôn bạch thế tôn như vậy chính là kết quả thiết thực của hành sa môn. Thì chúng ta thấy là cái lợi ích Đức Phật đưa ra một cái ví dụ ở trong cái ví dụ đó là gì? Người nô lệ trước đây ấy, là về hầu hạ phục vụ, nhưng mà sau khi đi tu rồi ấy, thì ông vua ông lại kính lễ, ông lại cúng dường lại, phục vụ lại, tức là phải bưng ghế ra ngồi, từ thân phận nô lệ trở thành bây giờ là ông vua phải phục vụ lại đó. Nhưng mà ông chưa phục, ông nói rằng là thưa Thế Tôn, có thể cho thêm ví dụ nữa không? Chúng ta thấy là khi để mà thuyết phục người ta trong cách kể cả trong khi mà chúng ta làm bài cũng vậy, ví dụ như là chúng ta đưa ra một cái luận điểm gì đó, chúng ta đưa ra một cái chứng minh, đưa có một cái thôi, nhiều khi không có thuyết phục, chúng ta phải đưa ra ít nhất hai cái thì cái bài chúng ta nó mới mạnh. Nhưng mà đừng đưa lên năm cái, đọc mệt lắm.
Thì khi mà dạ khi mà đưa ra cái ví dụ thứ nhất là người nô lệ rồi đó, thì ông ấy gật đầu đấy, ông nói là quả thực là cái hạnh thiết thực của Sa Môn đúng là như vậy, không thể sai được. Thì ông nói rằng, tức là để cho một cách thuyết phục nữa, ông nói rằng là thưa Thế Tôn, ngài có thể cho thêm ví dụ nữa không để cho con hoàn toàn bị thuyết phục không? Thì Đức Phật nói được chứ, ngài sẵn sàng. Chúng ta thấy là Đức Phật quả nhiên là một cái bậc đại trí biện thông, nói cỡ nào ngài cũng nói được, cần cái gì là ngài làm liền cái đó. Thì cái ví dụ thứ hai ở đây đó, chúng ta thấy là trang số 68 đó, là cái ví dụ thứ hai là cái gì? Là người nông phu, là cái người mà chúng ta thấy Đức Phật đi từng cấp độ một, cái người mà hầu hạ đó thì thuộc giai cấp nô lệ là giai cấp thủ Đà La, rồi cái người mà nông phu thì thuộc giai cấp gì? Thiên Đà La. Thiên Đà La là con nào? Không có, là phê xá, tức là cái người nông phu là cái người làm ra của cải cho xã hội ấy, thì là thuộc về giai cấp thứ ba là phê xá. Đấy là hai cái tầng lớp mà thấp nhất của xã hội đó. Thì Đức Phật lấy cái ví dụ ra, Đức Phật nói rằng là giống như người nông phu cũng vậy. Người nông phu là sao? Tức là phải làm tối ngày, nộp thuế má, làm giàu công khố cho quốc gia. Thì trang số 68 đó, cái, có thấy không? Cái người nông phu này thì phải làm lụng sáng tối, rồi phải làm thế xong rồi đâu phải được hưởng hết đâu, mà phải trích cái số tiền mà mình làm ra được, phải nộp thuế cho ông vua để cho ông ấy sử dụng. Thì cũng giống như cái người hầu kia cũng nghĩ rằng là bây giờ mình làm cực khổ như vậy mà cái thân phận mình thấp cổ, vẫn thấp cổ béo họng, mà trong khi đó cái ông vua sở thế này thì ông ngồi chơi và ông xơi cả một bát vàng như vậy thì bất công quá, cho nên là thôi bây giờ mình tìm cách mình đổi đời. Đổi đời là gì? Thì bây giờ thôi thì chỉ có cách là đi tu thôi. Thì đi tu xong ấy, thì khi mà đi tu xong thì tu tập một cách chế ngự bằng giới luật, rồi nhiệt tâm tu tập đó. Thì trước cái chỗ số 38 đó, chúng ta thấy là cũng có cái câu hỏi như vậy, dòng thứ 3 trước cái chỗ số 38 đó, chúng ta thấy không? Này đại vương á, có thấy không? Này đại vương có nói người hãy đến lại với ta, hãy làm nông phu, gia chủ, nạp thuế má, làm giàu công khố cho ta, có nói như vậy không? Thì ông mới đáp rằng là thưa Đức Thế Tôn, không, trái lại chúng con giống như trên đó, cũng kính nể người ấy, rồi mời ngồi ghế cúng dường các thứ đồ ăn khất thực, sàng dọa thuốc men trị bệnh, và còn phải ra lệnh người bảo vệ và chở che người ấy đúng luật pháp. Thì chúng ta thấy là rõ ràng là trước đây là một cái người mà phục vụ cho ông vua, mà bây giờ ông vua sau khi đi tu cái ông phục vụ lại, thì rõ ràng là Đức Phật hỏi rằng là vậy là có phải là cái hạnh, phải chăng là cái hạnh thiết thực của Sa Môn không? Thì ông nói là thưa Thế Tôn, đúng quá rồi, không thể có thể sai được nữa. Thì chúng ta thấy là đó là hai cái ví dụ Đức Phật đưa ra cho thấy rằng là cái lợi ích của Sa Môn. Nói về lợi ích của Sa Môn đó thì có rất nhiều, nhưng mà tựu chung chúng ta có bảy cái lợi ích thôi. Và cái lợi ích qua hai cái ví dụ vừa rồi, chúng ta thấy là cái lợi ích thứ nhất là lợi ích gì? Từ một cái người làm công, từ một cái người hầu, mà cuối cùng bây giờ là ông vua ông lại phục vụ lại, thì cái lợi ích như thứ nhất là cái gì? Lợi ích thứ nhất chính là, đúng rồi, được mọi người tôn trọng, kính mến cũng vậy thôi. Thì rõ ràng bây giờ chúng ta thấy là chúng ta nhìn thấy quý thầy thì không ít thì nhiều, chúng ta cũng kể cả người bình thường họ cũng không nói tùm lum, tất cả nói là ngoại đạo mà nó trêu chọc thì không nói làm gì, nhưng mà chúng ta thấy là những cái người bình thường thì không bao giờ người ta làm những cái chuyện bậy bạ với người tu, mà nhất là Phật tử thì chúng ta rất là tôn kính, không? Thì đó chính là cái lợi ích thứ nhất của người tu, đó là được mọi người tôn trọng. Đó là một cách rất là thiết thực đó. Đi tu một cái là được cái lợi ích này liền. Có ai muốn đi tu chưa?
Thì sao lắm, nó cao đầu rồi, đi tu rồi mà sao đi nữa. Rồi bây giờ lại đắp tóc lại thôi, để tao tóc nó dài ra, để cho khỏi sao. Rồi chúng ta đi xong cái phần thứ nhất là, cái lợi ích thứ nhất là được mọi người tôn trọng. Rồi lợi ích thứ hai, đúng rồi, cúng dường, tức là cũng trong tôn trọng, do tôn trọng mà người ta cúng dường, nó bao hàm trong đấy hết. Cái lợi ích thứ hai là lợi ích về cái gì đây? Lợi ích về giới đích. Lợi ích về giới đức. Từ từ chúng ta sẽ phân tích, chúng ta sẽ thấy. Xin lỗi, cái này là B. Có 7 cái tất cả. A, B tức là 2. Rồi chúng ta sang số 39 này. Bạch Thế Tôn, con có thể cho biết một kết quả thiết thực hiện đại khác nữa của hạnh Sa Môn, vi diệu hơn, thù thắng hơn những kết quả thiết thực hiện đại của hạnh Sa Môn vừa kể trên không? Thì chúng ta thấy là cái từ đây dùng khác nha. Và Đức Phật trả lời cũng khác này. Này Đại Vương, có thể được. Đại Vương hãy lắng tai nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Tại sao cái từ nó khác nhau? Là bởi vì ở đây á, chúng ta thấy là cái lợi ích thứ nhất này á, nó chỉ là lợi ích của thế gian thông thường thôi. Tức là nói cái là thấy được liền. Ví dụ như là cái người mà đang hầu tự nhiên mà được người ta phục vụ lại thì thấy rõ rồi. Nhưng mà bắt đầu từ cái số 2 này đó là lợi ích của xuất thế gian. Cho nên là cần phải khéo tác ý, bởi vì ông ấy là cái người không phải người tu. Cho nên là phải khéo tác ý mới hiểu được. Khéo tác ý tức là phải khéo suy nghĩ, tức là nghe Đức Phật giảng xong rồi phải khéo suy nghĩ xem là phân tích xem là cái lời đấy nó đúng bao nhiêu và nó sai bao nhiêu hay là nó thiết thực như thế nào. Lắng tai nghe và khéo suy nghĩ. Tác ý là gì? Ý là suy tư. Tác ý tức là chúng ta làm cái suy tư đó. Tác tức là làm. Bây giờ có một cái câu hỏi là nói về giới thì chúng ta thấy là bây giờ là chúng ta giữ giới hay là như nào? Chúng ta hai giữ giới hay là ai giữ giới? Câu hỏi nó hơi chật cho nên trả lời chật. Bây giờ đang nói là tôi nói này cho rõ ràng, tức là giới, mình giữ giới hay là giới nó giữ mình? Mình giữ giới hay là giới giữ mình? Rất là hay. Hai cái nó hỗ trợ nhau. Quên, cái này là nó tương phản nhau chứ ghi rồi. Tại sao nói là giới nó giữ mình và mình giữ giới? Là chúng ta thấy là cái này là đệ tử Ngài Xá Lợi Phất một cách chuẩn 100% đó. 100% là đệ tử Ngài Xá Lợi Phất đã biết tại sao không? Có một lần Ngài tuyên bố rằng là bây giờ mà có Đức Phật hoặc là ai đó có hỏi Ngài một ngày hoặc là 7 ngày hoặc là một tháng, hỏi cả năm, Ngài cũng có thể trả lời một cách rành rọt là một ngày, trả lời 7 ngày, một tháng cho đến một năm. Đức Phật nói là ông dựa vào cái gì mà ông dám hùng hồn tuyên bố như vậy? Thì Ngài Xá Lợi Phất kể trả lời sao? Ngài nói là dựa vào cái gì? Không phải. Dựa vào giới là không có trả lời được trí tuệ. Giới như đến tuệ mà. Ngài dựa vào? Cũng không phải luôn. Đấy, đây là bên thực định. Đức Phật cũng đưa vào duyên khởi và ngày giác ngộ đó, cho nên là chúng ta thấy là hai cái này nó cũng là cái gì, duyên vào nhau thôi. Làm sao ạ? Đúng rồi, duyên khởi nói hoàng hết thế giới này trùng trùng duyên khởi mà, cho nên nói đến bao giờ mà hết. Tại sao nói là mình giữ giới và giới giữ mình? Là chúng ta ví dụ như là mùa lạnh mà chúng ta đắp cái mền á, chúng ta cứ nghĩ rằng là cái mền nó làm cho chúng ta ấm, nhưng mà thực ra là khi mà chúng ta mới bước vào, nếu mà mền mà nó ấm rồi thì Thúy Kiều đâu cần phải quạt nồng gấp lạnh cho da đâu. Đúng không? Chúng ta thấy là rõ ràng là Thúy Kiều phải vào mà sửa ấm cho cái chăn đó, cái mền đó, rồi bắt đầu mới đem đắp cho bố. Chúng ta thấy rõ ràng là mình
mình giữ cho cái mình làm cho cái mền nó nấm và mình làm cho cái giới này nó hoàn hảo, và ngược lại là cái giới nó cũng giữ cho mình. Cho nên chúng ta thấy là mọi thứ là hỗ tương với nhau, chúng ta đừng trả lời một chiều. Chúng ta trả lời một chiều trong đạo Phật là luôn luôn chúng ta sai và không có đúng. Rồi, hãy lắng tai và khéo suy nghĩ. Chúng ta thấy là đây là cái trước khi mà nói cái là thấy là hai cái thái cực nó đã khác nhau. Mấy cái thái cực mà thế gian thì Đức Phật trả lời là cái gì? Rất đơn giản, thẳng một lèo thôi, trang số 68 đầu tiên đó. Này đại vương, có thể được, này đại vương, ta sẽ hỏi đại vương vấn đề này, hãy trả lời tùy theo ý muốn. Tức là không có cần phải gì hết, nhưng mà đến đây đó, thuộc về xuất thế gian, không phải cái trình độ của Nga xả thế, cho nên là Đức Phật nói phải lắng tai nghe và khéo tác ý thì mới hiểu được. Thì cái lợi ích thứ hai chính là lợi ích về giới đức. Và trước khi mà nói về lợi ích của giới đức đó, thì Đức Phật làm gì? Để đọc cho các vị thấy xem là Đức Phật làm gì nha. Số 40 đó. Đức Phật nói về 10 danh hiệu của Phật à? Rồi để xem có đúng không nha. Số 40 này. Này đại vương, nay ở đời Như Lai xuất hiện là A-la-hán, Chánh Biên Chi vân vân đến Thế Tôn. Như Lai sau khi tự chứng ngộ với thượng trí thế giới là thiên, trang 69 là mục 40 đó. Đọc nhanh vậy có theo kịp không? Nhưng mà nó dài quá. Thiên giới, ma giới, phạm thiên giới gồm cả thế giới này với Sa Môn, Bà La Môn, thiên nhân lại tuyên thuyết điều ngài chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện đầy đủ văn nghĩa, truyền dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ thanh tịnh. Số 41 này. Người gia trưởng hay con gia trưởng hay một người sinh ở giai cấp hạ tiện, tức là bất kỳ tầng lớp nào, nghe pháp ấy, sau khi nghe pháp người ấy sanh lòng tín ngưỡng Như Lai. Khi có lòng tín ngưỡng ấy, vị ấy suy nghĩ đời sống gia đình đầy những phiền trược, con đường đầy những bụi đời, đời sống xuất gia phóng khoáng như hư không, thật khó cho một người sống ở gia đình có thể sống phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh trắng bạch như vỏ ốc. Vậy ta nên cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình. Một thời gian sau người ấy bỏ tài sản nhỏ hay tài sản lớn, bỏ bà con quyến thuộc hay bỏ bà con quyến thuộc lớn, cạo bỏ râu, cái này nó thiếu, cạo bỏ râu tóc là thêm thôi, không biết cạo cái gì. Cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Khi xuất gia như vậy, vị ấy sống chế ngự với chế ngự của giới bổn, đầy đủ oai nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, thọ trì và học tập trong giới học, thân nghiệp ngữ nghiệp thanh tịnh, sinh hoạt trong sạch giới hạnh cổ túc, thủ hộ các căn chánh niệm tỉnh giác và biết tri túc. Rồi, vậy thì trước khi mà trả lời về giới đức thì chúng ta thấy Đức Phật làm cái việc gì? Cái này chưa vào giới đức. Gì? Ngài tự khẳng định, tức là muốn thuyết phục người ta mình phải tốt, mình phải hơn người ta mới thuyết phục. Như đây Ngài khẳng định cái gì? Ngài khẳng định ở đây có ba cái. Rồi chúng ta thấy 40 đó, Như Lai ra đời là bậc 10 hiệu, đó là khẳng định về Phật này. Rồi thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện là cái gì? Pháp. Và sau cùng là cái gì? Tăng, đúng rồi, đời sống gia đình đầy những phiền trược đó, tức là ca ngợi về đời sống hoàn toàn trong sạch, trắng bạch như vỏ ốc của chư Tăng đó. Trước khi mà Ngài tuyên thuyết về giới đức thì Ngài chứng minh cho rằng là đây, trong Phật Pháp là có Phật, có Pháp, có Tăng, là ba cái đại diện, là đều là những cái con người tốt đẹp cả. Phật là cái người đã giác ngộ, Pháp là cái con đường đưa đến giải thoát, đưa đến phạm hạnh đầy đủ, và chư Tăng là những người thực hiện cái đời sống phạm hạnh đầy đủ, đó là ba ngôi báu của cuộc đời. Thì Ngài phải khẳng định bằng, nhưng mà khẳng định là bằng chính cái thân giáo, tức là đời sống của Đức Phật và chư Tăng đúng là như vậy. Tức là chúng ta muốn nói cái gì đó là chúng ta phải có cái thân giáo đã, tức là chúng ta phải thực hành được cái đấy, chứ không có là nói là mày đừng có ăn cắp nhưng mà mình đi ăn trộm thì chúng ta có nói cỡ nào cũng không có nói được. Dạ đúng không? Có thắc mắc gì chỗ này không? Trước khi mà Ngài
nói về kết quả thiết thực của hạnh sa môn đó thì ngài ca ngợi về cái đời sống của chư tăng đó là ở cái chỗ 42 đó là chư tăng sống khuôn khổ không phong túng giữ giới giải thoát. Và đây mới là giới này. Giới này thì chúng ta biết rồi. Bắt đầu từ số 43 đến hết số 44 đó thì chúng ta thấy là cái này có quen thuộc không? Quen là cái gì? Là cái gì? Năm giới thì không đúng. Cái mà chúng ta mới học, đem cái mới học ra mà làm đó. Chúng ta thấy là tự khẳng định xong rồi bắt đầu ngài mới nói về lợi ích của giới. Tức là như mình nói là giới, tức là giữ cho chúng ta cũng giữ giới. Tức là cái số 43 đến ngài nói về cái lợi ích của giới đấy, 43 đến 44 chính là... Đúng rồi, thì đương nhiên nó nói về giới là phải giữ giới rồi. Nói về tiểu giới. Còn nhớ không? Còn nhớ trong cái bài trước đó. Có 3 cấp độ của giới thì ở đây là từ bỏ, khen Đức Phật là từ bỏ sát sanh, không nói láo thì là thuộc về giới. Tiểu giới tức là giới, tiểu giới là giới gì hả? À, giới nguyện là chật lắt rồi. Giới này là giới cấm. Tức là cấm chúng ta sát sanh, cấm chúng ta trộm cắp. Giới nguyện ấy là giới thứ hai, là thuộc trung giới. Cái này học rồi, mới học xong mà. Dạ. Thầy nói với tụi con nhớ liền. Ờ, hay quá. Nói xong cái nhớ liền hay quá, giống như là gọi là thiện là gì, thiện là những cái không phải những cái điều ác. Rồi chúng ta thấy là ở số 45 cho đến 45 cho đến 55 luôn á, là chúng ta thấy là từ 45 là từ bỏ làm hại hạt giống vân vân rồi sao ạ? Có nhìn thấy không ạ? Ở cái này học rồi mà, tức là từ 45 đến 55 năm chính là trung giới, tức là giới nguyện đó, tức là cái này là thuộc về, tức là chúng ta nguyện giữ những cái giới này. Rồi cái này học rồi chúng ta đi nhanh nhé. Rồi sang cái cuối cùng nữa là đại giới. Đức Phật phải trình bày là có những cái hạng giới nào, xong bắt đầu ngài mới nói về cái lợi ích của nó. Lát nữa chúng ta sẽ thấy cái lợi ích của ba cái loại giới này như thế nào. Thì cái đại giới là từ số 56 cho đến 63, hết số 62. Thấy không? Đó chính là đại giới đó, tức là trong khi một số sa môn, bà la môn giàu đã dùng các món ăn tín thí cúng dường vẫn còn nuôi sống tà hạnh như là xem tướng tay chân đó. Cái này nhớ rồi đúng không? Không nhớ nữa thì lại quay lại học bài 1. Này là giới sát trừ. Sao ạ? Bây giờ là phải phương tiện thôi. Nếu mà đúng ra mà nói là chúng ta thấy là trong đạo Phật gọi là cái gì? Chú dạ lục thời. Chú dạ lục thời làm sao? Hàng cặp tường. Nhưng mà chúng ta lát nữa chúng ta sẽ thấy là tại sao mà chúng ta không có được cát tường, cho nên là chúng ta mới phải xem tướng tay chân. Thực ra đó là cái việc mà đúng của một người tu sĩ đó thì không nên làm. Và Đức Phật cũng nói là trong cái phần đại giới rất rõ là chúng ta không thể hùa theo cái thị hiếu của thế gian được. Nếu mà chúng ta hùa theo cái thị hiếu của thế gian đó là không bao giờ chúng ta có thể giải thoát được. Bởi vì chúng ta quá bận rộn với lại những cái việc xem tướng tay chân, mà xem đâu phải tự nhiên xem được, phải học chứ, phải đọc sách chứ. Đọc sách xong thì mất hết thời gian rồi, lấy cái gì thời gian nào tu nữa. Mà những cái đó là không phải cái việc chính của chúng ta. Nhưng mà bây giờ mà không xem mấy cái đấy thì không đến chùa. Cho nên cũng phải biết chút. Nếu như mà chúng ta thấy là cái đó là nó cũng thuộc vào một cái chữ, là chúng ta cũng dùng cái chữ duyên mà chúng ta giải thích thôi. Nếu mà chúng ta mà chú dạ lục thời mà chúng ta hàng cắt tường đó thì mấy thầy không phải làm mấy cái việc đấy, các thầy dễ giải thoát hơn. Còn bây giờ ấy, thì chúng ta chú dạ lục thời chúng ta không có cắt tường, cho nên mấy ông thầy cũng không có tu được.
cũng phải quay lại cái chỗ này để mà xem cái thời gian tốt xấu là chúng ta làm nhà làm cửa trong con nhỡ mà tai nạn hay cái gì nữa thì lại nói là ông thầy cũng thiêng. Nói chung là phải hỗ trợ nhau mà sống thôi. Trên thực tế chúng ta biết rằng là thực ra nói này không phải là bào chữa, tại lâu lâu thầy cũng có xem. Thầy xem ấy là nếu như mà giờ tí mà nó không tốt ấy thì giờ xỉu nó sẽ tốt. Nếu như mà xem mà nó thiêng ấy là thầy xem hay, còn xem mà dở là tại phước các vị không có. Đằng nào thầy cũng lời hết à. Nói vui vậy thôi, nhưng mà chúng ta thấy là trên thực tế đó thì nó cũng không đến mức mà phi khoa học, nó cũng có một cái phần khoa học của nó, nhưng mà chúng ta thấy là do là chúng ta không có đủ sức tu đó, cho nên là những cái đó nó mới ảnh hưởng chúng ta được. Chứ còn chúng ta có xem phim Tam Quốc đúng không? Có không? Tam Quốc Chí đó là còn nhớ ông Lưu Bị không? Khi mà ông ấy đi gặp ông gì nhỉ? Ông Khổng Minh còn xa quá. Không, chưa nói ông Từ Thứ, từ gì đó? Phải Từ Thứ mà. Ông quân sư đầu tiên á. Từ Thứ à? Chúng ta thấy là có một cái đoạn, cái này là mình không biết thật hư thôi, nhưng mà chuyện nó nói vậy thì mình nói vậy, không biết có tin được bao nhiêu phần trăm thì không biết, nhưng mà mình nói ra để mình chứng minh cho cái luận điểm của mình thôi. Tức là gì, khi mà ông Từ Thứ ông gặp ông Lưu Bị, ông nói là cái con ngựa của Lưu Bị cưỡi ấy, con ngựa... sao biết hết chưa đấy? Chứng tỏ fan hâm mộ. Luyện thêm rồi, hôm nay lại không hết cái bài này cho sao. Chuyện như thế nào, tức là ông ấy gặp ông Lưu Bị đang dắt cái con ngựa Đích Lô đi, ông nói rằng là cái con ngựa này cho xem được không, thì xem xong nói là cái con ngựa này là ngựa quý nhưng mà nó sẽ hại chủ. Hại chủ làm sao? Nói là nó sẽ trong vài ngày tới là sẽ có đổ máu, sẽ có chết chóc. Mà ông Lưu Bị ông nói rằng là vậy thì làm cái cách nào tránh được? Ông bảo thôi đưa cho kẻ thù nó cưỡi đi. Một công hai việc, mình vừa an toàn và kẻ thù nó cũng chết luôn, mình đỡ mệt. Thì ông Lưu Bị ông nói là làm như vậy nhân là thất đức, không thể làm được. Thì chúng ta thấy là khi quả nhiên là mấy ngày sau đó đó là ông bị cái ông gì đó ở bên Kinh Châu đó, ông ấy rượt đuổi, cuối cùng là Kinh Châu không phải Lưu Viên Thuật, thầy cũng dành lắm đó. Viên Thuật là ở cái xứ nào đó chứ không phải Kinh Châu, Hà Bắc cái Bắc Hà gì đó. Còn Kinh Châu là của ông anh em với lại Lưu Bị là Lưu Biểu. Tức là lại đây tao biểu. Thì khi mà chú ở bên Kinh Châu đó thì cái ông quan mà ông muốn chiếm cái thành Kinh Châu này nên tìm cách hại và Lưu Bị sang là để giúp cái ông con của ông Lưu Biểu. Thì lúc đó là mới trong cái yến tiệc đó là ông ấy rượt đuổi ông Lưu Bị, ông chạy đến một cái hồ đó, cái sông đó mà không còn đường chạy nữa, rồi cuối cùng con ngựa phải lội cái hồ đó, mà cuối cùng là nó sâu quá mà nó chìm dưới đấy đó, họ rút cung ra họ bắn là Lưu Bị chết thôi, mà tự nhiên con ngựa ấy nó vọt lên nó bay đó, nó bay lên trên bờ đó. Chúng ta có xem cái đoạn đó không? Chưa được xem à? Thôi nghe kể rồi, chưa được xem ấy thì thầy muốn kể thế nào ông kể, đúng. thì gặp lại ông Từ Thứ này á, thì ông ấy kết luận rằng là tức là những cái hạng mà tầm thường đó thì con ngựa đó mới hại được, chứ còn Lưu Bị là một cái người nhân đức cho nên là hại không có được. Nên là sao ạ? Đức năng thắng số, có đức mặc sức mà ăn đó. Cho nên là chúng ta thấy là nếu như mà chúng ta mà có giới đức đó, đó nó cho chính là cái đức đó. Thêm chữ giới đây đi. Nếu mà chúng ta có giới đức đó thì chúng ta sẽ chú ra lục thời hàng các tường mà không phải tìm đến ông thầy xem ngày giờ nữa, mà ông thầy cũng nhàn được một việc. Còn nếu mà chúng ta do là chúng ta giới đức chưa đủ cho nên là chúng ta chú ra lục thời chưa có được các tường, cho nên là chúng ta phải làm mấy cái chuyện đó thôi. Mà nói thì nói vậy thôi, cho một cái kẽ hở thôi, nhưng mà đừng có tìm thấy ông thầy ngày nào cũng bắt coi ngày là chết đó.
ngày nào cũng bắt coi xem tướng số nữa thì nhớ là mấy ông thầy, nhất là như thầy đó, nếu mà coi là cứ giờ dần không đúng thì giờ tí đúng. Rồi xong chưa? Chúng ta có Đức Phật trình bày ba cái giới, tức là đến đại giới là từ số 56 cho đến 62, rồi 63 Đức Phật kết luận này. Ở đây chúng ta sẽ thấy thêm là cái chú giả lục thời như thế nào này. Đức Phật kết luận này, và như vậy đại vương, vị tỳ kheo ấy nhờ đầy đủ giới luật nên không thấy sợ hãi từ một chỗ nào. Thấy rõ ràng chưa? Ngay cái câu đầu thôi là chúng ta đã thấy là rất rõ ràng rồi. Nhờ chúng ta giữ gìn giới luật cho nên là giới luật giữ lại chúng ta, cho chúng ta được yên ổn. Chú gia lục thời lúc nào chúng ta cũng được yên ổn, cũng được cát tường. Về phương diện không thấy sợ hãi từ một chỗ nào, về phương diện hộ trì giới luật, đại vương như một vị sát đế lợi đã làm lễ quán đảnh, đã hàng phục kẻ địch, không còn thấy sợ hãi từ chỗ nào nữa. Về phương diện thù địch cũng vậy, này đại vương, tỳ kheo ấy nhờ đầy đủ giới luật nên không thấy sợ hãi từ một chỗ nào. Về phương diện hộ trì giới luật, vị ấy đầy đủ giới luật cao quý này nên hưởng lạc thọ nội tâm không vẩn đục. Như vậy này đại vương, là tỳ kheo đầy đủ giới luật. Cái này có hiểu không? Dạ, cũng đơn giản thôi. Như cái bài kinh lần trước chúng ta học, cái bài kinh sợ hãi khiếp đảm đó, Đức Phật nói rằng là các cái vị sa môn, bà la môn ngoài đạo đó, do là họ không có thể sống ở trong rừng núi được, mà họ sống trong rừng núi là họ rất là sợ hãi. Là bởi vì sao? Là bởi vì tâm họ còn nhiễm ô, rồi tâm họ còn nhiều câu uế, rồi còn tham lam, còn giận hờn, cho nên là sống trong đó là họ mới sợ hãi, nó mới khởi lên. Chứ còn Đức Phật thì nói là Ngài nói rằng là Ngài không có những cái pháp đó, cho nên là Ngài không có hề sợ hãi gì hết. Ngài có đủ giới đức cho nên là không có sợ ai hại, mà nhờ cái giới đức đó nó tạo ra một cái năng lượng từ bi đó, cho nên là tất cả các loài thú giữ trong rừng cũng không đến hại Ngài, cho nên là Ngài được sống yên ổn. Thì chúng ta thấy là rõ ràng ở đây cái lợi ích thứ hai, khi mà chúng ta giữ giới đó thì chúng ta sẽ được an ổn giữa cuộc đời này. Cho nên là chúng ta, tất cả chúng ta đều cố gắng giữ giới. Chúng ta có 5 giới, 10 giới. Như trình bày đó là giới cấm thì chúng ta có 10 giới. Còn trung giới, nguyện giới là những cái giới mà chúng ta sống một cách chánh mạng thôi. Tức là trong trong bát chánh đạo đó thì có 3 cái là chánh mạng, chánh nghiệp, chánh tinh tấn đó. Thì chúng ta giữ những cái chánh mạng đó thì tự động chúng ta được hoàn thiện về giới. Rồi xong cái thứ hai là trước khi mà nói về giới đức á, thì Đức Phật tự khẳng định là Phật Pháp Tăng là những cái người mà đã hoàn thiện về giới đức đó, và trình bày giới đức có những cái gì, là có tiểu giới, có trung giới, có đại giới, và Phật và Tăng là những người đã hoàn thiện về cả tiểu giới, trung giới và đại giới. Và nhờ hoàn thiện về các cái cấp độ giới này mà các ngài được sống an ổn, hạnh phúc giữa cuộc đời, nên được hưởng thọ, hưởng lạc thọ nội tâm không vẩn đục. Đó là cái lợi ích của giới luật cuối của 63 đó, chúng ta vừa đọc đó. Thì đó là cái lợi ích của giới luật. Rồi chúng ta sang sang cái thứ ba. Cái thứ ba, lợi ích thứ ba là hộ trì các căn. Lợi ích thứ ba là lợi ích hộ trì các căn. Tức là gì? Ở số 64 đó, trang số 75. Đại vương, thế nào là tỳ kheo hộ trì các căn? Này đại vương, khi mắt thấy sắc, tỳ kheo không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng, những nguyên nhân gì khiến nhãn căn không được chế ngự, khiến tham ái ưu bi các ác bất thiện pháp khởi lên? Tỳ kheo tự chế ngự những nguyên nhân đấy và thực hành hộ trì các căn. Ở số 64 trang 75, chỗ cuối cùng đó. Tức là gì? Tức là chúng ta sống hộ trì các căn thì sẽ đưa đến lợi ích. Lợi ích như thế nào? Ví dụ như thế này. Hôm vừa rồi mới chiều lời pho xong đúng không? Cũng gần gần, tuy xa rồi nhưng mà cũng gần. Tuy xa mà gần. Hôm chiều lời pho vừa rồi chúng ta thấy là lâu lâu thầy cũng có đi outlet đó. Nó giảm giá nhiều lắm, nó sale nhiều lắm. đúng không? ở nhà thì mình thực ra thì mình cũng đầy đủ hết mọi thứ, thì cũng không thiếu cái gì cả.
Nhưng mà sao chúng ta thấy sao đi ra ao lợp một hồi ngó thấy cái này nó 75%, nhìn hấp dẫn quá, chui vô. Chui vô thấy cái áo này cũng đẹp đẹp, chúng ta thấy là chúng ta làm sao? Chúng ta mua là chúng ta nắm giữ tướng chung và tướng riêng như trong đây đó. Mà cái tổn hại của nó là gì? Tiền. Chúng ta thấy không? Ở nhà thì không sao, nhưng mà đi cái chúng ta mất tiền. Đó là cái tổn hại mà chúng ta không hộ trì các căn là vậy đó. Nên là khi mà không hộ trì các căn là chúng ta sẽ mất tiền. Nói như vậy không phải là cấm các vị đi mua nha, không có không dám mua sắm cái gì thì cũng kẹt. Tức là ví dụ để chúng ta thấy là nếu như mà chúng ta không khéo hộ trì các căn đó thì tham sẽ rất dễ dàng khởi, sân sẽ dễ dàng khởi và chúng ta sẽ rất là tốn kém, rất là thiệt hại. Thì đó là lợi ích của cái việc hộ trì các căn. Thì Đức Phật kết luận này ở trang số 76 trước cuối của 64 đó: vì ấy nhờ hộ trì cao, sự hộ trì cao quý của các căn nên hưởng lạc thọ nội tâm không vẩn đục. Như vậy đại vương là tỳ kheo hộ trì các căn. Tức là khi mà chúng ta hộ trì các căn không nắm giữ tướng chung, không nắm giữ tướng riêng đó, tức là chúng ta không bị làm sao, không bị các cái pháp của thế gian lôi cuốn chúng ta đi, chúng ta có thể sống bình lặng giữa cuộc đời đó. Thì khi mà chúng ta bình lặng thì sao, tự nhiên là tâm của thân tâm chúng ta được khinh an, khinh an thì tự nhiên là lạc thọ nội tâm nó khởi lên mà thôi. Thì đó là cái lợi ích của việc hộ trì các căn. Rồi tiếp theo, được chưa? Nếu ai mà muốn hộ trì một các căn một cách 100% đó mà không muốn đi sắm mua sắm ấy, thì đưa tiền thầy đi mua cho. Chúng ta sang cái thứ sao ạ? À vậy hả? Không xài internet đấy là mình có một cái tội lớn lắm. Không phải là mấy cái khoa học nó không phát triển được là do mình, là do quan viên đó, là cứ quan viên họ sẽ tìm đến đó, nó làm cho chậm lụt khoa học phát triển. Mọi thứ nó hỗ trợ nhau mà. Rồi cái thứ tư là cái gì đây? Chánh niệm, tỉnh giác và tri túc. Tri túc hay là biết đủ là ở trang số 76, mục số 65 và 66 đó. Đại vương thế nào là tỳ kheo chánh niệm tỉnh giác? Đại vương ở đây tỳ kheo cái này biết rồi, đi lưới đi lui vân vân, ăn uống cái gì chúng ta cũng biết, chúng ta đều chánh niệm tỉnh giác, chúng ta thấy được là cái việc chúng ta đang làm. Và biết đủ là sao? Tức là bằng lòng với lại y phục và đồ ăn, tức là chúng ta sống vừa với cái việc đấy thôi. Nếu mà chúng ta có nhu cầu nhiều hơn thì chúng ta rơi vào cái việc ham muốn và rơi vào cái việc chúng ta sẽ nắm giữ tướng chung và tướng riêng. Thì ở đây có cái phần gọi là chính niệm tỉnh giác. Chính niệm tỉnh giác ở đây á, là chúng ta phải luôn luôn biết mình làm gì. Nếu như mà chúng ta ở đây có một câu hỏi là tại sao mà chúng ta cần chánh niệm tỉnh giác? À thôi chắc không có thời gian đâu, cái này để dành đi. Để dành có một cái bài mà chúng ta học về gọi là đại niệm xứ. Chúng ta sẽ nói cái chuyện này, nếu mà hôm đấy quên nhớ nhắc dùm thầy nhé. Bởi vì cái bài này mãi tới bài 22 không biết chúng ta có cơ hội học không, có thể cúp được cái này khỏi nói. Để sợ quên thì không nói được nên là để dành. Nói tiếp sợ nó không có đủ thời gian đó, còn bài còn dài đó. Nói để dành những cái bài đại niệm xứ đi. Thầy sẽ nốt vào đó để nói, không có sợ quên. Cái lý do mà chúng ta cần phải chánh niệm tỉnh giác nó cũng rất là thâm trầm lắm. Mà nó cần phải 5 phút mới nói hết được, mà 5 phút là chúng ta hết giờ mất rồi. Tức là chúng ta phải luôn luôn biết mình làm gì. Nhờ biết mình làm gì thì chúng ta mới không phạm, và chúng ta mới biết được thiện ác, chúng ta tránh ác, chúng ta mới... tránh ác và biết việc thiện để làm. Thì đó là Đức Phật kết luận rằng là nhờ có chánh niệm tỉnh giác, nhờ có biết đủ cho nên là chúng ta không có bị tham sân si nó khuất phục chúng ta. Mà có chánh niệm tỉnh giác thì chúng ta sẽ khuất phục được tham sân si.
Thì đó là cái lợi ích thứ tư, lợi ích thứ năm. Chúng ta có 7 lợi ích thôi, còn 2 cái nữa thôi. Lợi ích thứ năm là xả ly ngũ triền cái. Sao? Không nói lớn vậy thôi, nhưng mà để cho chúng ta thấy là nó không có lớn đâu, rất là ngắn gọn thôi. Cái này chúng ta nghe hàng ngày, chúng ta làm hàng ngày rồi, để phân tích cho coi. Rồi số 68, trang số 76 này. Vì ấy thử bỏ tham ái ở đời, sống với tâm thoát ly tham ái, gột rửa tâm hết tham ái. Rồi từ bỏ sân hận, sống không tâm sân hận, vân vân, từ bỏ hôn trầm thụy miên, theo kịp không? Vì ấy sống thoát ly hôn trầm thụy miên, với tâm hướng về ánh sáng, chánh niệm tỉnh giác, gột rửa tâm hồn, từ bỏ trạo cử, từ bỏ nghi ngờ, vân vân. Thì tóm lại chúng ta thấy là có tham sân ngũ cái là ngũ cái, ngũ triền cái cũng giống nhau thôi. Tham sân hôn trầm tự nhiên là một đúng không? Rồi trạo cử. Để viết ra chúng ta thấy là vậy thôi nhưng mà dễ lắm. Một, hai, ba, bốn, năm. Năm cái này gọi là ngũ cái là bởi vì sao? Là bởi vì nó che mờ chúng ta đến con đường giải thoát giác ngộ. Thì chúng ta thấy ở đây nó không có cái gì là ghê gớm cả. Nó tính là cái gì ở đây? Tham là cái gì? Tham là tham. Sân là gì? Ủa hay vậy? Sân là sân luôn. Đúng, không sai. Còn hôn trầm tự nhiên là cái gì? Hay quá đấy, đó đúng rồi đấy, xì. Trao cử là cái gì? Thì rõ ràng trao cử là không yên, rồi giống như thiện tức là không ác. Trao cử là cái gì? Trao cử khác mà mạn khác. Trao cử tức là chúng ta không yên ổn, còn mạn tức là chúng ta kiêu căng khác. Không phải, trao cử cũng không phải phóng dật. Trao cử là gì? Tức là chúng ta giống như lần trước kể cái câu chuyện mà ngài A Na Luật mà ngài chứng thiên nhãn, xong ngài không hiểu tại sao mà ngài không có đắc được quả A La Hán, ngài mới tìm đến ngài Xá Lợi Phất hỏi, thì ngài Xá Lợi Phất mới chỉ ra do là ông chấp mắc vào cái điểm ông chứng thiên nhãn đó, cho nên ông mới không có vượt qua được đó. Thì trao cử đây là cái gì? Trao cử là si. Để có si chúng ta mới trao cử chứ, đúng không? Si tức là chúng ta không hiểu được vấn đề. Không hiểu được vấn đề tức là chúng ta mê mờ tức là si rồi. Nghĩ sao? Hay quá. Ở cuối cùng chúng ta thấy là từ năm chúng ta rút xuống còn có 3 thôi. 1 2 3. Thấy tu thấy không? Đúng rồi, 3 cái sau đều là si. Chúng ta còn nhớ còn cái này nữa, ba cái anh này còn phân tích được ra nữa. Ba cái anh này hôm nọ chúng ta trong cái khóa tu đó có giảng cái bài về cái gì nhất đại hiền giả đó, còn nhớ không? Nhất đại hiền giả rồi nghi thì nhất đại hiền giả là cái bài kệ nổi tiếng, tức là quá khứ không chi tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ thì chưa tới, tương lai đã đoạn tận, chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính nơi đây đó. Thì nghi nó thuộc về cái gì? Tức là gì? Quá khứ, hiện tại và tương lai. Thì thằng này nó thuộc về cái gì? Nghi thuộc về cái gì? Đúng rồi, tương lai. Thì chúng ta nghi ngờ chưa biết là chúng ta sẽ làm gì, thế nó phải tương lai chứ. Còn trao cử thì thuộc về cái gì? Đúng rồi. Rồi hôn trầm thụy miên, không phải, sai rồi. Tham sân hôn trầm thụy miên trạo cử. Hôn trầm thụy miên cái này trạo cử, mà chúng ta còn có một cái khác gọi là cái gì? Trạo hối. Tức là chúng ta hối tiếc thì nó phải thuộc về cái gì? Quá khứ.
Rồi hôn chồng sinh viên thì sao? À, thì còn mỗi mà anh thì chạy đi đâu được nữa. Hôn chồng sinh viên là tức là chúng ta thấy là đang hiện tại mà chúng ta mê mờ đó, thì chúng ta thấy là các pháp là nó liên quan đến nhau hết, không có cái nào mà nó chặt cái nào hết. Là chúng ta một lần nữa là chúng ta thấy lại là chúng ta học mà thấy cái pháp này nó chống với cái pháp kia là chúng ta thấy học sai rồi đó. Thế chúng ta thấy là năm anh kia nó cuối cùng nó cũng trở lại về tham sân si thôi. Và chúng ta thấy là chúng ta nhất đại hiện giả là gì? Tức là một ngày chúng ta sống là một bậc thánh thì chúng ta sống là đừng có truy tầm quá khứ hiện tại tương lai, và truy tầm quá khứ hiện tại tương lai như nào thì chúng ta biết rồi. Thì ba cái anh này đó chúng ta xử lý là xong cái là chúng ta là nhất đại hiện giả rồi. Thấy không? Đừng truy tầm quá khứ, đừng ngước vọng tương lai thôi là xong. Rồi, chúng ta xong cái rồi, hình như hết giờ rồi đúng không? À, đi lên cơn qua cuối cùng là thiếu giờ nữa. Không sao, mai chúng ta còn 2 tiết nữa. À. Mai thầy có 2 tiết nữa đúng không? À. Mai thứ 7. Nhà. Mai thầy từ 3 đến 5 giờ. À. Sao ạ? Tránh niệm tỉnh giác á, định để dành mà không cho để dành gì thôi thì về để thầy sần Google xem nó nói cái gì đã. Và chúng ta hồi hướng thôi nha. Và có gì mai mà quên thì nhắc thầy nhé. Định giữ vốn không có để đến cái bài kia không có gì nói mà bắt nói luôn thì thôi nói luôn vậy. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều thành Phật.